Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mang một thương hiệu khá là tên tuổi của thế giới. Một chiếc Medida Road 902 tốt nhất trong tầm giá. Và chiếc này chỉ có giá 4 triệu rưỡi, rất phù hợp các bác mới tiếp xúc với những chiếc xe đua. Vâng, và đầu tiên là về ngoại hình. Xe được sơn một lớp đỏ trắng. Bác có nhìn lớp sơn màu đỏ như những vết lửa đan xen với sơn trắng. Rất là nổi các bác nhé, cùng với chữ Medida. Khá nổi màu trắng nổi trên thân xe. Rốt 902. Theo em đánh giá hình thức chiếc xe còn 80%. Một chiếc xe đã qua sử dụng rồi. Còn những vết xước li ti cũng không đáng kể. Đây là yên xe, khá là mới. Yên theo xe các bác. Đây bộ phanh 3 mảnh. Ghi đông. Đây có tay lái phụ phù hợp các bác mà vừa thích dòng touring và cả dòng đua. Đây phanh phụ các bác. Nhưng các bác mới tiếp xúc với dòng xe đua thì sẽ thích chiếc xe này, vì nó cả tay lái phụ, phanh phụ. Các bác làm quen dần để mua những chiếc xe đua cao cấp hơn. Tay bấm ở giữa Shimano. Đây Shimano. Thông số lốp các bác 700x23C. Đây là cặp vành. Cũng khá là mới. Lốp Kenda. Vâng, bây giờ em sẽ đo size các bác. Vâng, lên lít. Đo khá tốt các bác nhé. Hầu như không có một lỗi nào với cái chuyển động Shimano này. Xuống lít. Vâng, và chỉ với mức giá 4 triệu rưỡi các bác có thể sở hữu chiếc xe Medida Road 902. Một chiếc xe mang thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Chiếc xe này rất phù hợp các bác mới tập làm quen với những chiếc xe dòng đua.